Rất vui được gặp lại quý anh chị, quý khách hàng trên kênh YouTube Nhà Đất Hồng Sơn. Buổi chiều hôm nay, mình đang có mặt tại Bình Nhâm Lái Thiêu thuộc thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương để review cho khách hàng một căn biệt thự vườn có diện tích là chiều ngang 15m và chiều dài 40m. Tổng diện tích của căn biệt thự này là 583m2. Đây là con đường vào của căn biệt thự nha. Trong hẻm này có 4 căn biệt thự đi chung con đường 7m này. Đây một căn và bên đây một căn. Trong đây còn 3 căn nữa. Căn biệt thự này có diện tích 583m2, có hướng chính nam. Cổng chính ngoài đây được chủ nhà xây lên tầm khoảng 3m và được chủ nhà ốp đá hết ngoài đây nhé. Đây mình có cây dừa, cây khế, cây xoài. Cổng trên đây được chủ nhà lập ngói thái này. Di chuyển vào đây mình có chiếc cổng này rộng khoảng 5,5m đến 6m vào lối vào trong. Căn biệt thự này chủ nhà xây dạng trệt và phía trên chủ nhà lập ngói thái hết nhé. Đây mình có thể thấy nóc trên của căn nhà lập ngói thái này. Bây giờ mình cùng di chuyển vào trong nhé để tham quan kỹ căn nhà. Quý hàng nào đang có nhu cầu mua hoặc xây thì có thể tham quan video của mình. Bây giờ mình di chuyển vào trong này. Căn biệt thự này được chủ nhà thay xây dạng tường 20. Rất là mát nhá. Trệt. Trên chủ nhà lập ngói thái đầy đủ hết. Nhà xung quanh là cửa sổ rất là mát. Phía trước mình có view chủ nhà trồng cây ở đây nhá. Do chủ nhà ít ở tới, người già và cần phải bán để đi định cư bên Mỹ cùng các con. Hiện tại còn có hai vợ chồng lớn tuổi nên cần bán cho quý vị mình muốn sở hữu. Đây là lối vào này. Lối vào này rộng khoảng 5m nhé. Bên hông này có một cửa phụ bên đây này. Bây giờ mình cùng di chuyển vào trong. Không gian trong đây lúc trước chủ nhà có làm xưởng và có kéo điện 3 pha về đây nhé. Quý hàng nào có nhu cầu mua ở thì sử dụng điện 3 pha thoải mái luôn. Bây giờ mình tham quan ngoài vườn trước. Xung quanh đây chủ nhà trồng xoài hết nhé. Không gian mát mẻ ở đây mát hơn Sài Gòn khoảng 3 độ C. Quý vị nào ở Sài Gòn thì mua về đây ở dưỡng già là rất tốt nhé. Không gian trong đây mình rộng khoảng gần 100m2, chủ nhà lót gạch hết, trên lợp tôn đầy đủ hết rồi. Mình có thể để 4-5 chiếc xe hơi, có thể làm xưởng ngay trong này nha. Hôm nay chủ nhà có kéo điện 3 pha về đây này. Ở bên đây mình có một nhà, phía sau mình có một mương nước nhỏ nhỏ. Ở đây mình có thể chăn nuôi, nuôi gà. Đây có chiếc kho nhé. Phía sau căn nhà mình còn một ít đất nữa. Và đằng sau có một cái mương. Chủ nhà khóa này mình cũng không tiện ra đây thăm nhé. Mình xin được nhắc lại là chiều ngang của căn biệt thự này là 15m và chiều dài 40m, tổng là 583m2. Thổ cư của nhà này là 120m, được chủ nhà xây hết đất luôn rồi. Quý vị mua về nếu mà muốn đóng thêm thổ cư thì thoải mái nhé. Đất mình không dính kế hoạch một xíu nữa, mình sẽ vào quay trực tiếp sổ cho quý vị mình cùng xem. Đây chủ nhà trồng mấy cây xoài rất là lớn nhé.
Đi chiến ở trong đây này, không gian mát mẻ. Trên đây có hệ thống nóng lạnh năng lượng mặt trời cũng như bồn nước chủ nhà để trên đây nhé. Hệ thống nước sạch cũng như là nước giếng, hai nguồn nước luôn. Đây là mặt tiền của căn biệt thự này. Mặt tiền trước ở chủ nhà thiết kế dạng chóp thái này, trên lợp ngói nhé, cây cối xung quanh. Bên hông bên đây chủ nhà cũng làm nhà chừa bên đây khoảng 1 mét nhé, nên nhà mình có cửa sổ hai bên lại đủ hết. Đây có 1 mét bên hông này. Đây rất là nhiều khế nhé. Rồi bây giờ mình sẽ vào trong tham quan này. Vào đây mình có bậc tam cấp ở đây nhé. Cửa chính ở đây chủ nhà làm cửa sắt và kính cường lực rất là chắc chắn khu vực này. Di chuyển trong đây mình có phòng khách rộng này. Bên hông bên đây mình có không gian của căn bếp ở bên đây nhé. Đây có không gian căn bếp này, phía trên có quạt trần nhé. Dạ. Ở đây chủ nhà thiết kế không gian mở phòng bếp và phòng khách liền nhau. Không gian phòng khách này rộng khoảng 50 m². Nhà xây chắc chắn. Đây là sổ của căn nhà này. Đất ở vuông vắn nhé. Tổng diện tích là 8.583 m². Sổ sạch đầy đủ hết nhé, thưa quý vị. Bây giờ mình di chuyển vào trong để tham quan hai phòng ngủ cũng như phòng sinh hoạt chung và nhà vệ sinh. Đầu tiên bên đây mình có phòng ngủ cũng như phòng vệ sinh bên đây. Và đây có một cửa bên hông như quý vị hồi nãy đã xem nhé. Bên đây mình có phòng vệ sinh rộng rãi ngay bên này này. Bên đây mình có một phòng ngủ trong đây nhé. Phòng ngủ này rộng khoảng gần 30 m². Phòng ngủ rộng rãi này. Do chủ nhà ít ở đến nên chỉ cơ độ để đồ. Bây giờ mình sang tham quan không gian phòng ngủ bên đây cũng như phòng vệ sinh. Phòng ngủ bên đây cũng rộng khoảng 40 m² nhá. Chủ nhà ít ở tới để đồ thôi. Đây có cửa sổ 4 cánh chỗ sang bên không gian phía trước này. Trong đây mình có phòng vệ sinh thứ hai được chủ nhà thiết kế trong đây. Phòng vệ sinh rộng rãi thoáng mát nhé. Quý anh chị nào có nhu cầu đi xem thì vui lòng liên hệ với số điện thoại của mình, số 0973 114 255. Hẹn gặp em ngay ngã tư Việt Trinh, em sẽ dẫn vào xem căn nhà này nha. Mình ra tham quan lại con đường cũng như lối vào căn nhà một lần nữa nhé.